tiên chúng ta phải tạo thành một cái khối, giả sử một cái khối nó chưa ra hình thù gì hết đó, thì đó là cái tạo hình ban đầu để được định hình được cái tượng nó như thế nào. Còn nếu mà muốn tỉ mỉ cho cái tượng nó hoa văn, nó chi tiết, sơn màu các kiểu, chúng ta có phần phải tỉ mỉ, cần có thời gian rất là lâu để làm cái điều đó. Và đây cái con đường kinh doanh nó cũng y chang như vậy thôi, nó không khác gì đâu, tại vì cơ bản nó cũng từ cái xã hội mà ra, thực tế xã hội, chủ nghĩa khoa học xã hội. Hồi xưa bạn nào học Marx là biết nó có cái mối quan hệ với nhau hết đó. Trong thời gian này thì cố gắng tập trung thôi, chứ cũng chả nói nhiều nữa ở cái vấn đề này. Thật sự cái hệ thống nó quá kinh khủng ở trong Fori, và hiện tại thì tôi thì không có sở hữu một cái hệ thống như admin đâu, tại vì hệ thống của admin là một cái hệ thống mà của khoảng tầm để vận hành đội nhóm 20.000 member đó. Còn cái hệ thống của tôi thì chỉ loanh quanh khoảng tầm 2 đến 3.000 thôi, nên nó sẽ nhỏ hơn, quy mô nhỏ hơn. Và đó, từ đó chúng ta sẽ có cái tư duy, đó là tư duy chúng ta cần phải biết được á, là bao nhiêu là đủ, đúng không? Như là tôi học rất là nhiều cái thứ này ở trên internet, ở trên phần mềm công cụ, ví dụ như là PowerPoint, giống như là Photoshop, giống làm ảnh video. Thật sự tôi không phải master bất cứ lĩnh vực nào, nhưng mà hỏi đến làm sao để làm được một tấm ảnh vẫn biết làm sao để làm được video vẫn biết làm slide PowerPoint để hướng dẫn các bạn làm những cái vấn đề mà chuyên sâu, tôi vẫn làm được. Đó là cái mà chúng ta làm cảm thấy đủ là được. Và cái tư duy này hồi xưa học ở cái mà xây dựng kênh đó, để xây dựng kênh nó cần rất là nhiều traffic, mà rồi người ta lại hỏi câu bao nhiêu traffic là đủ, bao nhiêu cũng đủ cả, mình có bao nhiêu mình vận hành bấy nhiêu, có sức bao nhiêu vận hành tới đó thôi. Đó là cái vấn đề. Tại trong cái Zoom này thì chủ yếu là để phô diễn, thật sự là phô diễn ấy, là toàn bộ cái hệ thống Fori, và những cái đó không phải là ảo, tại vì nhiều bạn vô đây còn chưa biết được cái Fori đang vận hành như thế nào, đang bán như thế nào, bán bằng cái kênh nào, rồi có những cái hệ thống kênh nào để bán, rồi làm sao để quản lý, sử dụng công cụ nào để đăng. Và đây là một cái bức tranh tổng quát trong năm 2021 ở Fori Center. Và đây là một cái điều mà chúng ta cần phải hướng tới ở trong cái thời gian tới để làm. Thật sự để làm ở trong cái thời gian này á, thì thứ nhất là cần phải biết cái thế mạnh mình ở đâu. Thế mạnh mình ở đâu? Đó, cái này để sẽ đánh giá được là chúng ta sẽ chọn làm cái gì ở trong đây. Tại trong Fori có rất nhiều cái như admin nói đấy, sâu rất là nhiều thứ, sâu chất cái cần của AD đúng thật sự. Nhưng mà bạn biết đó, ở trong khi mà học AD hầu hết ai cũng có một hệ thống cân như vậy cả, nhưng nó sẽ ở cái mức gọi là nó nhỏ hơn, nó quy mô nó bé hơn, và hầu hết học là làm được đó. Tại vì nó có một cái bản chất giống nhau, một quy luật giống nhau, thì cứ bắt tay vào xây dựng thì nó sẽ như vậy thôi. Đó, thì quay lại với vấn đề, thì đầu tiên biết được cái thế mạnh mình là gì. Cái thứ hai đó là chúng ta cần phải biết tập trung vô đâu, tập trung vào cái gì đó, tập trung vô cái thời gian của mình vô đâu, và tự chiêm nghiệm xem cái kiến thức của mình đã đủ chưa, và học hỏi thêm. Ở đây không có bắt các bạn phải học đâu, thật sự nếu các bạn đủ rồi thì chúng ta sẽ thành đối tác của nhau, đúng không? Tại vì các bạn vô đây có nhiều bạn chưa biết được cái marketplace thì thật sự là hỏi làm kinh doanh để làm gì. Còn hôm nay có nhiều bạn còn đến lúc mà hỏi tôi về cái tool mà còn chưa biết cái giải nén bằng cái Winza, thì tôi thật sự cũng biết, mà bạn đó đã bảo là bán hàng cho Shopee được 1 năm rồi, và học ở một cái team dropshipping của, nói chung là của team đối thủ thôi. Tôi không biết là cái team nó đào tạo gì thật sự luôn á. Hôm nay tôi hơi bị bất ngờ, và tôi hỏi là ở bên đó nó có đào tạo như thế này như thế này như thế này, và người ta bị nhầm tưởng là cái team đó là team mình, mà tôi phải đính chính lại ngay, tại team tôi không có dạy mà lơ tơ mơ như vậy. Thật sự nghĩ sao đến cái giải ném cũng không biết, mà thì thật sự là rất là đáng tiếc luôn đó. Thì hôm nay có bạn nào ở cái nhóm full của tôi thì có thể thấy là tôi cũng khá gay gắt với bạn đó đó, bảo là hỏi đến vấn đề gì thì cứ kia, chứ bảo là team build để support thì thực sự không thể được. Tại vì các bạn có biết bạn đang làm tới bước nào đó mà support thì đó, một cái team dropship khác về đồ gia dụng thì nói vậy thôi, cho bạn nào biết trên thị trường có team nào thì tự nhổ thôi, chứ tôi cũng không có quá nhiều đâu, không có nói quá nhiều vấn đề này nữa đâu. Rồi còn trong thời gian tới thì admin đã cho các bạn một cái cơ hội về giá của cái khóa rồi đó,
Thật sự các bạn nhé, tôi nói thẳng luôn, nói thẳng chia sẻ với anh em, mà anh em nào cảm thấy hợp lý thì mình tiếp thu. Thì cơ bản á, chúng ta học đại học á là chúng ta mất 4 năm, cao đẳng là 3 năm, trung cấp là 2 năm để chúng ta ra được có cái nghề. Và cái nghề nó kiếm được bao nhiêu tiền là tùy thuộc với trình độ của các bạn, đúng không? Và nó cái tiền lương mà nó dao động trên thị trường nó chỉ 7 đến 10 triệu, đó là cái giá lương bình quân của con người. Thật sự bình quân thì đó, mà chúng ta học mất 4 năm, và 4 năm đó thì như tôi đây học đại học 4 năm đây thì tốn bao nhiêu tiền của gia đình, các bạn ước tính con số nó có thể lên là vài trăm triệu không, chắc chắn. Và nó có tạo ra được nhiều giá trị không? Tôi xin thưa là nó có, nó sẽ cho chúng ta được cái tư duy. Thật sự những bạn mà làm kinh doanh mà học đại học á, tiếp thu rất là nhanh, tiếp thu nhanh về công nghệ, tiếp thu nhanh về những cái tư duy marketing. Mặc dù các bạn học bất cứ ngành nghề nào, như tôi với admin đây là học chung một cái nghề, ở chung một cái ngành, đó là cái ngành liên quan đến luật và xã hội, nó không có một cái gì liên quan đến kinh tế cả. Mà tôi với admin vẫn làm trong cái thời gian qua và đã xây dựng nên cái cộng đồng Fori như thế này đây. Như nãy đầu Zoom tôi có bảo với admin là năm ngoái 7 người mà năm nay 100 người, thật sự là xúc động thật. Tại vì một năm qua mình nhìn lại, mình ngó lại, mình cùng đội nhóm mình đã làm được rất là nhiều điều tuyệt vời. Đó thì chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 3 đến 5 tháng để chúng ta có thể được cái thu nhập như mình nói. Và đây không phải là cái điều viển vông, thật sự không phải điều viển vông đâu. Các bạn bắt tay vô làm thì các bạn sẽ thấy, trừ khi chúng ta ngờ vực hay chúng ta nghi ngờ, nhưng mà sẽ thấy chúng ta sẽ không làm được thôi. Tại vì những kết quả admin sau tiền là tiền thật, chứ chúng tôi không có Photoshop về những cái tiền đó, hoặc là shading, không có rảnh để làm những cái đó. Và những cái kết quả admin sau cho các bạn đó là những điều thực tế từ cái team VIP, từ những cái đội ngũ mod và những bạn trong team quát vân vân mây mây. Đó là những cái phân tầng trong Fori, thì mỗi tầng nó sẽ có một cái giá trị khác nhau. Thì cái câu hỏi và cái mà cuối cùng muốn tôi đặt câu hỏi cho các bạn là, bây giờ là đầu năm mùng 6 Tết thôi, thì bây giờ chúng ta còn khoảng tầm 359 ngày nữa, thì 6 ngày Tết đúng không, thì trừ đi 365 đúng không, là còn 359 ngày nữa để chúng ta làm cái này, làm cái dự án online này. Nếu chúng ta thực sự mà quan tâm xem chúng ta có nên làm hay không, và chúng ta chỉ cần bỏ ra vài tháng và một số tiền cực kỳ bé, tôi nói thẳng là cực kỳ bé luôn, tại vì tôi không biết bỏ bao nhiêu tiền để tôi học những cái này rồi. Riêng về cái khoản tiền ngu của tôi là phải đến tiền tiền trăm rồi, chứ không nói tiền học đâu nhé. Tiền mà hồi xưa mà chưa biết gì mà đầu tư thua lỗ đó, kinh doanh đó, mà nhập hàng đó, đó cái nhập hàng là cái chết nhất rồi. Bạn vài bữa mà có một cái Zoom nào mà để tôi chủ trì, tôi sẽ kể câu chuyện mà tôi chơi ngu như vậy cho các bạn. Đó thì sự hỏi các bạn là có đáng để đánh đổi không, trong vòng 3 tháng và một số tiền rất là bé, để làm gì, để có được cái nghề. Tôi nói thẳng luôn, có được cái nghề, nghề đó là nghề gì, đó là nghề kinh doanh online, chứ không phải dropship đâu. Dropship đó chỉ là cái cớ thôi, thật sự dropship nó chỉ là cái cớ thôi. Bây giờ giả sử học cái này chúng ta không làm dropship được không, ok làm được, làm affiliate được, rồi tự nhập hàng bán về, chúng ta có kiến thức rồi, tự tin nhập hàng về bán với giá, có đội nhóm, tuyển đội nhóm về bán hàng, thì chúng ta làm được không, hoàn toàn nó sẽ làm được. Và cái điều này ở trong Fori có, và trong Fori có những bot, gọi là bot, bot là người ta làm về những cái mạng của người ta, như là mỹ phẩm, như tôi đây cũng là một bot, nói thẳng luôn. Và cái ngách của tôi chính là về phụ kiện, vẫn là tôi có kinh doanh ở bên PC laptop đó. Đó là mình làm chủ cái dự án của mình, làm chủ cuộc đời của mình. Một khía cạnh nào đó mình có thể làm member cho người khác, giống ở đây tôi làm member cho Fori, mod cho Fori, nhưng mà tôi ra ngoài tôi làm admin của những cái team khác. Thì đó là cái vấn đề, đó là cái tư duy đấy. Hôm nay có xem ở trên TikTok có một cái rất là hay, đó là cái, và nó có hai cái ý kiến trái chiều, đó là nếu mà bạn không làm công thì làm sao làm chủ được, mà bạn có làm công 10 năm thì bạn chỉ có kinh nghiệm làm công thôi. Thì nó có hai ý kiến trái chiều, đó là một là đồng ý, hai là không đồng ý. Và theo quan điểm của tôi á, thì tôi không đồng ý với điều này, tại vì chúng ta phải biết đi từ những cái nhỏ nhất lên. Và nếu mà bảo làm chủ, mà bắt đầu làm chủ thì hãy làm chủ cuộc đời của bạn.
đó là chúng ta phải biết đầu tư vào đâu, đừng có nghe ai cả, cảm thấy cái gì đúng đắn thì chúng ta học thật sự. Đó là cái điều mà cần thiết, cần thiết mà chúng ta cần phải nắm ở trong thời gian tới. Tại vì những buổi Zoom như này á, một năm có một lần, hứa luôn các bạn là sẽ không bao giờ tôi chia sẻ những cái điều thật lòng này trong vòng những cái giai đoạn tiếp theo trong năm 2021 đâu. Tại vì tôi còn bận chạy dự án rất là nhiều và sẽ hướng dẫn những cái chuyên sâu hơn cho các bạn và đội ngũ admin cũng như vậy thôi. Còn cái Zoom này là định hướng cho các bạn và một năm chỉ có một lần thôi. Và hôm nay rất là vui khi có full, gọi là full đó, full bạn tham gia cái Zoom này. Thì bây giờ là cũng khá muộn, có nhiều bạn là cũng cho con đi ngủ rồi, cũng hiểu hoàn cảnh. Tại vì thường là dân MMO thì làm việc rất là khuya. Và tôi làm xong cái này là tôi cũng lên xe về quê ăn Tết này. Và tôi chính thức ăn Tết từ mùng 6. Tại vì tôi trực từ mùng 1 đến mùng 6 rồi. Thì bây giờ là về ăn Tết. Và trong thời gian Tết sẽ cố gắng hoàn thiện những cái module tới của mình, những cái dự án tới của mình để năm sau chuyển thôi. Và chắc là vẫn hướng dẫn các bạn ở trong cái nhóm tôi, ở trong đây có rất là nhiều nhóm mà. Thì trong đó cũng có nhóm của tôi, cũng nhóm các bạn vô, nhưng mà thật ra nó cũng ở bản chất là for center hết. Đây áo đây, thật sự cái áo này hôm nay khá là hôi rồi nhưng mà vẫn ráng mặc. Nãy mặc cái áo trắng cơ, xong tự nhiên bảo vô Zoom với anh em thì thôi thay lại cái áo này, thì lát ở quăng máy giặt giặt sau, tại vì muốn lên hình thì cho nó đồng bộ một tí. Thì đó là cái điều Nói chung mà tinh thần đội nhóm tốt đấy, bây giờ đội nhóm gọi là đấy. xứng đáng đây rồi. Đây là giới thiệu mọi người, đây là Thắng, là một trong những người đồng hành từ khi mà cái tên Fori chưa ra đời. Nói vậy là anh biết là cũng khá là hơn Fori ra đời khoảng được một năm rồi, thì Thắng là hơn một năm gọi theo admin từ thời mà làm affiliate Access Trade, kiếm bán một cái ốp mà nó lời chỉ có 300 đồng, 200 đồng, 500 đồng. Cho tại vì dòng affiliate nó chỉ có 6% hoa hồng thôi mà. Thì sau đó thì mình cảm thấy là nếu như mà ông nào mà làm được affiliate thành công ấy, thì chắc chắn ra ngoài kinh doanh thành công. Thì mình tự làm kinh doanh đi, đừng làm affiliate nữa. Tại vì affiliate nó khó vô cùng, nó không có thực tế mà nó chỉ mua qua cái link, mình mua qua giới thiệu thôi. Mà cũng có người mua thì chắc chắn mình sẽ bán hàng. Và từ đó nó sinh ra cái ngách đầu tiên là ngách phụ về điện thoại, là trong năm sau ấy thì Thắng chắc chắn rằng sẽ là một trong những người phụ trách chính của cái mảng này và có vô cùng nhiều top tip và chiến lược case study đúng không, để chúng ta học để chúng ta thành công với ngách này. Và ngách này đúng là ngách triệu đô đấy, triệu đô đấy đúng không, triệu đô tức là 20 tỷ volume ấy, của một người là bình thường, tại vì cái số lượng mua rất là khủng khiếp đúng không. Thì nếu mà lại nhắc lại câu chuyện này nữa thì đó là một câu chuyện dài, tại vì ban đầu trước khi mà có 12 ngách hiện tại, trước khi mà có hơn gần 2.000 sản phẩm thì 30 sản phẩm đầu tiên nó là phụ kiện điện thoại đúng không, nó chỉ là có khoảng tầm không tới 30, nó chỉ có khoảng tầm 25 sản phẩm thôi. Do đến bây giờ sản phẩm nó cũng chỉ có rất là ít, cái SKU có nghĩa là cái mã sản phẩm rất là ít, và rất là nhiều người nói ủa sao mà không có ốp lưng, ủa tại sao mà anh không có nhập đa dạng sản phẩm, tại vì người ta chưa bao giờ đổ máu đúng không? Và cứ nhập ốp lưng về bán xem mà đúng không? Nhập càng nhiều mã thì càng chết nhanh đúng không? Và điều đấy là điều nó là thiếu kinh nghiệm đấy đúng không? Chúng ta chết vì thiếu hiểu biết thôi đúng không? Còn lại admin quan điểm là cứ cắm sạc anh iPhone đúng không? Oppo đúng không? Bán quanh năm suốt tháng không bao giờ bị đúng không? Không bao giờ bị lỗi thời. Còn ốp lưng là nó ra nó thay đổi liên tục, nhưng cái sản phẩm mà nó mang tính chất màu sắc ấy, nó cũng dễ nhanh và dễ tàn, nên nhớ điều đó đúng không ạ. À, những cái mà có nhiều sai ấy, nhiều sai số ấy, đúng không ạ, thì rất khó bán đúng không ạ, nếu mà không có tính chất đặc thù. Ok, đơn thuần là như thế đấy. Thì Thắng có muốn chia sẻ gì nữa không nhỉ? Cơ bản thì vậy thôi. Thì cuối đầu năm thì cũng có một số lời chúc cho anh em thôi, thì chúc anh em năm sau tập trung hơn vào cái dự án của mình. Anh em hôm nay anh em hỏi rất là nhiều bảo em làm ngách nào, thì thôi cho một cái lời khuyên, thích cái nào làm về đấy. Tại vì nãy admin nói một câu rất là hay, và cái câu đó Thắng lặp lại trong vòng một năm qua rồi. Bán gì bán gì cũng được, quan trọng là bán như thế nào đó, nên tập trung. Như Thắng bây giờ Thắng bán rất là nhiều thời trang, Thắng mới bán nha, hỏi admin biết thời trang mình bán, và đồng hồ là master luôn, nói thẳng luôn là Thắng là master đồng hồ luôn. Hồi xưa Thắng bán đồng hồ ở kho của admin là cụt luôn,
mã đâu hết mã đó. Và trong một thời gian đó thì cái kho đồng hồ nó có phát sinh, gọi là nó không có đủ cái mã mà mình yêu thích nữa, nên mình chuyển ngắt khác. Tại vì kho ở đây 12 ngắt mà. Mà giả sử các bạn mà đến một cái tầm gọi là như thắng chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn sẽ bán được bất cứ gì. Ở trong Fori 12 ngắt, thắng bán tất cả rồi, và cái nào cũng có đơn cả. Không phải là mình muốn là mình lan man đâu, mà mình muốn thử sức để bán. Còn cái ngắt chiến lược của thắng như mình nói đó là vẫn là cái phụ kiện điện thoại. Nói đúng là một cái ngắt duyên nợ. Tại vì tôi và Admin đi lên từ ngắt đó và tôi muốn phát triển cái đó. Hồi xưa ước mơ của tôi đó là mở một cái tiệm và phụ kiện điện thoại. Và bây giờ là cái lúc mà thực hiện cái ước mơ đó. Tại vì bây giờ mở một cái tiệm thì cực kỳ dễ thôi. Thật sự mở không thể lỗ được. Thật sự dám khẳng định nếu bạn tôi mở tiệm họp không thể lỗ mặc dù có 5-6 COVID nữa. Tin không? Tại vì tôi mở tiệm họp chỉ là cái cớ thôi. Tôi vẫn bán on. Đơn giản nó chỉ có vậy, nó nói vậy là đủ, các bạn đủ hiểu đúng không? À, đó là sức mạnh của digital. Vậy đó, thì năm sau thì muốn mà được như thế này, thật sự thì cố gắng bổ sung thôi, học đâu cũng được, bổ sung đâu cũng được. Nhưng mà hãy nên chọn cái con đường mà nhanh nhất. Tại vì một năm nó trôi qua rất là chóng vánh ấy. Năm sau là nó còn, năm nay nó còn năm nhuận nên nó đi còn lâu, chứ năm sau là nhanh lắm. Vèo vèo hết năm à. Có khi là gặp nhau ở buổi cuối năm hay đầu năm như thế này nữa cho coi. Thì đó, thì cố gắng theo đi. Thì đó là những cái chia sẻ mà trong những cái buổi đầu xuân năm mới này. Thì cũng chúc các bạn và gia đình các bạn thì ăn Tết thì cũng xong rồi đúng không? Có một cái giêng thật là vui vẻ. Tháng giêng là tháng ăn chơi mà. Nhưng mà nhớ là cái câu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nha. Đầu năm không thể ăn, cuối năm vất vả đấy. Đó, nhắc cho nhớ thôi. Đó, ok, nhiều mít lại cho em Min. Cảm ơn Thắng đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là hay, đúng không ạ? Còn một số anh em, đúng không ạ? Chị Yến có bật mic được không nhỉ? Chị Yến một trong những mình nghe một người, hai người nữ nữa thì cũng chia sẻ cho khách quan, đúng không ạ? Những người có những cái kết quả rất là tốt từ học digital. Chị Yến bật mic nhé. Chị Yến rất là ăn chơi, đúng không ạ? Không ăn chơi đâu, đúng không ạ? Đang nói là cái vấn đề mà rất là quyết tâm. Mặc dù là phụ nữ thôi là đã rất là quyết tâm, đúng không ạ? Để gửi con cái về cho bà ngoại, bà nội gì đó để trông, đúng không ạ? Để học, tập trung học, đúng không ạ? Và cũng rất là đam mê kinh doanh, đúng không ạ? Hiện tại thì đang là chủ một cái cửa hàng về đặc sản, đúng không ạ? Về gạo, đúng không ạ? Ở phía Bắc cũng khá là lớn đấy, đúng không ạ? Và rất là tâm huyết trong cái vấn đề về làm online. Khả năng là chị Yến, đúng không ạ? Cũng khá là lớn tuổi đấy, đúng không ạ? So với anh em mình ở trong này. Ok, và chúng ta nghe chị Yến chia sẻ những cái kiến thức đầu năm, đúng không ạ? Và năm, đúng không ạ? Không có nhiều thời gian để chúng ta có những cái không gian như thế này, và chúng ta nên tận dụng. Cũng không có thời gian nhiều để chúng ta có những cái buổi Zoom mà ngồi với nhau để chia sẻ rồi là định hướng như vậy. Rất khó, đúng không ạ? Ok, anh em mình nghe nhé. Okay. Mời chị Yến ạ. Trước tiên là cảm ơn admin đã cho mình cái cơ hội để chia sẻ với các bạn nhé. Mình giới thiệu sơ qua một chút là mình năm nay 36 tuổi, là mẹ bỉm sữa của hai bạn rất là nhỏ, mới 4 và 5 tuổi thôi, nên là trước kia thì con nhỏ nên là sẽ phải đi cho các bạn ấy ngủ khá là sớm. Nhưng mà từ ngày là được may mắn vào Fori là cũng thức muộn hơn. Ví dụ như các bạn nhỏ bây giờ là cũng vẫn đang tự chơi bên phòng, và mình cũng chạy sang một góc phòng riêng và cũng ngồi đây để chia sẻ với mọi người. Mình thì mới vào Fori, không được may mắn biết Fori sớm như là tháng từ một năm trước, mà mình mới chỉ vào Fori cách đây 3 tháng thôi. Hôm nay 17 tháng 2 thì đúng là tròn là 3 tháng khi mà vào Fori. Mình vào từ tháng 17, tháng 11 năm 2020. Hôm nay là đúng là tròn 3 tháng khi vào với Fori, thì cũng rất là may mắn khi mà được biết đến Fori, biết đến admin. Thì chia sẻ thêm với các bạn là mình thì có một cái cửa hàng kinh doanh nho nhỏ địa phương thôi, cũng không lớn lắm đâu. Admin đang ca ngợi nó hơi quá một chút. Trước kia thì mình mới chỉ tập trung vào cái hàng nông sản sạch, bán offline tại địa phương thôi, nhưng mà bởi vì là qua cái đợt dịch COVID năm vừa rồi ấy, khoảng tháng bắt đầu tháng 2, tháng 3 là mình thấy là toàn bộ cái thói quen hành vi mua sắm của khách hàng nó thay đổi ấy. Thế là mình bắt đầu quay sang tập trung vào online,
trước kia thì cũng có là làm online, nhưng mà lúc đấy thì không thể hình dung được cái mô hình kinh doanh online sẽ phải làm digital như là cái hệ thống mà admin vừa show cho với các bạn ấy. Trước kia thì tôi chỉ nghĩ rằng làm online là chỉ có lập một cái fanpage chạy quảng cáo ở trên đó, hay là đăng Facebook cá nhân, chứ mình cũng không thể biết được rằng là khi mà làm online thì nó phải làm xây dựng một cái hệ thống kênh kinh khủng khiếp như là admin vừa mới chia sẻ với các bạn ấy. Thì trước kia thì đấy, khi mà chạy page với cái hàng, cũng nghĩ trước kia chưa biết đến Fori thì cũng đã xác định là làm online rồi đấy, nhưng mà kiểu như mình chưa hiểu hết, thế nên là mình mới làm một cách rất là tự phát, chạy page, mất rất nhiều tiền quảng cáo ở page đấy, nhưng mà lúc đấy thì không thấy hiệu quả. Sau đó thì một thời gian sau thì mình dừng, mình không chạy nữa, và mình nghĩ là khả năng là mình sẽ không làm được online. Nhưng mà qua cái đợt dịch Covid-19 đấy, thì năm ngoái tháng bắt đầu từ tháng tháng 3 đấy, thì mình thấy là mình kiểu gì mình cũng phải tìm hiểu về kinh doanh online, bởi vì là dịch nó biến động, mới biến động một đợt dịch mà hành vi mua sắm đã thay đổi hoàn toàn như thế, thì nếu mà xã hội này nó có nhiều những cái biến đổi khác nữa tác động đến xã hội thì nó còn thay đổi như thế nào. Thế nên là người mua hàng, đặt mình vào vị trí người mua hàng thì mình chỉ cần ngồi một chỗ thôi và mình kích chuột thôi là mình cũng có thể mua cả thế giới luôn, không thể mua ở Việt Nam mà mua ở trên phạm vi toàn thế giới. Thế nên là với con mắt của những người đã từng kinh doanh rồi thì mình đánh giá là kiểu gì kinh doanh online nó cũng sẽ phát triển. Thế nên là mình càng học sớm sẽ càng tốt. Và trước khi quen và làm việc với Fori thì mình cũng đã học qua một số các cái lớp mà mình tự search được và cũng có qua bạn bè giới thiệu. Tuy nhiên thì nó vẫn chỉ là một mảng rất là nho nhỏ ở trên 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 kinh doanh online thôi, chứ nó không là cả một hệ thống kênh như admin đã đào tạo. Thì trước kia thì mình có học chạy ads quảng cáo fanpage, học Shopee, học sàn thương mại điện tử, học Lazada, nhưng mà mình cảm thấy nó không được hiệu quả lắm, bởi vì mình không biết cách là xây dựng hệ thống kênh, không biết cách là tạo phễu đổ traffic từ kênh nọ sang kênh kia như là ở Fori đã dạy. Thế là mình quyết định là học full với lại Fori, có khóa nào là mình tham gia học luôn. Sau khi biết Fori được một tháng thì quyết định là học tất cả những cái gì Fori có, và rất là may mắn thì đến bây giờ thì mình vẫn nghĩ là cái quyết định của mình thực sự là đúng đắn. Sau 3 tháng thì học với lại Fori thì mình cảm thấy là như hiện tại bây giờ thì đúng là như là admin nói, thì không có bán cái gì thì không quan trọng, sản phẩm nào không quan trọng, mà quan trọng nhất là mình phải biết cách làm như thế nào. Đến bây giờ ấy, thì mình đã học được cơ bản các cái khóa học rồi, và mình rất là tự hào khi là một trong những cái mod của Fori với một cái ngách đặc sản. Thì mình hiện tại thì mình rất là tự tin vào bản thân với cái kiến thức mình đã học. Thì mình nghĩ là mình là một người nhiều tuổi rồi nhưng mà khá là liều lĩnh, không phải là bạn nào trẻ cũng dám là học một cách nhiều một lúc nhiều thứ như mình đâu. Thì mình là một người nhiều tuổi rồi, và trước kia thì trước khi mà quyết định học full với lại Fori thì mình có một số những cái điều khá là lăn tăn, thì không biết là bởi vì công nghệ mình cực kỳ kém, thì mình luôn luôn có một cái suy nghĩ trong đầu là mình liệu mình có học được không, mình đăng tiền nó là một vấn đề thôi, nhưng mà tiền thì có thể là sẽ có thể xoay sở được, nhưng mà tuy nhiên là liệu mình có học được tất cả các cái kiến thức mênh mông như thế không. Thì trước khi vào Fori thì mình còn không biết là MMO là cái gì cơ, không biết website là cái cách mà để phát triển kênh website như thế nào, biết mỗi là Facebook cá nhân rồi fanpage rồi sàn thương mại điện tử, không hề biết là có social network rồi các cái kênh khác nữa. Thế mình bảo là thế nếu mà học full thế này thì cái kiến thức nó quá mênh mông, thì làm sao mình có thể là dung nạp được toàn bộ các cái kiến thức đấy. Thì nhưng mà với một cái đam mê khát khao cháy ở trong người rằng là kiểu gì mình cũng phải làm chủ được cái mảng kinh doanh online, nên là mình quyết định học. Học thì đến tại thời điểm này thì mình thấy mình rất là tự tin vào cái kiến thức của mình đang có. Thì có một cái buổi chia sẻ và nói chuyện với lại admin đấy là bây giờ mình kể cả mình không có đồng vốn nào trong tay, nhưng mà mình có thể tự tin là mình có thể tự nuôi sống được bản thân mình, nuôi sống được các con mình,
đấy, kế hoạch là năm hai đây là hôm chiều hôm nay à, thì mình có support cho hai bạn, một bạn là nhân viên văn phòng và một bạn là mẹ bỉm sữa. Các bạn thì chưa khoa khóa học nào của Fori đâu, thì mình mới chỉ có support sơ sơ qua mấy những cái nội dung mà cơ bản nhất khi làm dropship thôi, nhưng mà rất là vui vì hai bạn ấy có kết quả luôn, ra được đơn luôn sau khi thay đổi làm dropship. Các bạn ấy lúc đầu các bạn ấy làm một cách rất là tự phát, có bạn nhân viên văn phòng đấy thì bạn ấy bảo là mỗi ngày bạn ấy chỉ đăng có hai bài trên market thôi, thì hỏi là làm sao mà chị có thể ra được đơn ở trên market, thì mình cũng có chỉ qua một số thôi mà bạn ấy học cũng khá là nhanh. Bạn ấy sau chỉ sau một tiếng mình nói chuyện từ trưa đến chiều thôi, 3 giờ thôi là bạn ấy thay đổi hình ảnh, rồi thay đổi content các thứ, là bạn ấy có luôn đơn, có inbox và có chốt được luôn được đơn buổi chiều hôm nay. Và có một bạn mẹ bỉm sữa nữa, mình chat với mình mấy ngày rồi thì bạn ấy rất là hoang mang, bởi vì là bạn ấy hiện tại bạn ấy không kiếm ra tiền ở nhà nuôi con, nhưng mà bị cái áp lực rất là lớn và không kiếm ra tiền, áp lực từ gia đình, từ chồng, từ mẹ chồng. Và bạn ấy nhắn tin cho mình là help me, chị hãy trợ giúp em. Thì mình cũng nhận là support, rồi mình cũng đã từng trải qua là cái thời gian làm mẹ bỉm sữa, thì mình cũng hiểu được các cái cảm giác của các bạn và cũng sẵn sàng hỗ trợ. Thì chiều nay thì bạn ấy cũng ra một cái đơn ở trên marketplace, thì đấy thì các bạn ấy ra được đơn và mình cảm thấy rất là vui khi mà hỗ trợ được các bạn. Thế nên là đấy, thì các bạn hãy nhìn vào mình, với Thắng thì Thắng có những cái nền tảng với Fori một năm rồi, nhưng mà với bản thân mình chỉ mới vào Fori được 3 tháng thôi. Tuy nhiên là mình rất là tự tin về mảng, ví dụ bây giờ làm dropship, bất kỳ cái ngách nào trong 12 ngách sản phẩm ở Fori, mình tin rằng là mình cũng sẽ làm được và thành công. Chỉ chẳng qua là mình thích và mình lựa chọn cái ngách nào thôi. Đấy, cái thứ nhất đấy là về làm dropship. Cái thứ hai là về đào tạo. Thì đến như thời điểm hiện tại đấy, như chiều nay thì cái kết quả của mình là mình có support rất là đơn giản cho hai member mới thôi, nhưng mà các bạn ấy cũng ra được đơn ngay ở trên market. Thế nên là các bạn cứ tự tin vào bản thân mình. Thì chỉ có các sợ là các bạn không làm, không học thôi, chứ còn bất kỳ một cái lý do nào khác để mà trì hoãn cái việc mà kiếm tiền thì các bạn sẽ không làm được. Đấy, các bạn nhìn mình đến 3 tháng thì mình có thể làm được mọi thứ, hoàn toàn làm được mọi thứ rồi. Thì làm sao mà các bạn còn trẻ hơn mình rất là nhiều không ạ? Mình có những cái bạn sinh viên rất là trẻ, các bạn có rất là nhiều thời gian, các bạn không bị vướng bận gì về gia đình cả. Đấy, mình thì bản thân là mình có một cái công việc kinh doanh riêng rồi, có con, hai con rất là nhỏ, vẫn đang tuổi là phải cho các bạn đi học hành và chăm các bạn đi ăn uống. Thế nên là mà cái bản thân mình 36 tuổi rồi mà mình vẫn có thể học được, vẫn có thể làm được. Thì chia sẻ thêm một chút là cái câu mà Thắng nói mình thấy rất là hay, vì mình thì 2 năm nay rồi thì mình không có thời gian để xem TV. Đấy, thì mình không xem TV nên là mình cũng không biết được là cái thời sự hôm nay có gì. Nhưng mà vừa rồi Thắng có chia sẻ rất là hay, đó là cái câu là đầu năm thong thả, cuối năm vất vả. Nhưng mà mình thì lại lựa chọn cái điều ngược lại. Đó là mình chọn là đầu năm vất vả để cuối năm thong thả. Thì mình cũng đã xây dựng được cái mục tiêu của năm 2021 của bản thân mình rồi, sau cái kiểu công việc kinh doanh của mình rồi. Và mình bắt đầu công việc này khi hôm đấy là hôm mùng 2 Tết. Mùng 2 Tết là mình đã bắt đầu khởi động cái công việc của mình rồi. Đấy, thì trong khi rất nhiều các bạn khác vẫn còn đang nghỉ Tết, vẫn còn đang đi chúc Tết ông bà nội ngoại rồi bạn bè, thì trong khi đó thì mình cũng đã vừa trông con vừa học từ hôm mùng 2 Tết rồi. Là mình được cái thuận lợi là ông bà hai bên cũng khá là hỗ trợ nhiều trong cái việc con cái, và chồng mình thì cũng rất là ủng hộ việc mình để phát triển cái công việc kinh doanh online. Thế nên là mình cũng tạo điều kiện tối đa cho mình. Đấy, bây giờ 11 rưỡi rồi nhưng mà con thì vẫn chưa ngủ. Các bạn ấy vẫn đang nghỉ dịch, các bạn ấy vẫn đang tự chơi ở bên phòng kia, bố thì đi vẫn chưa về. Thế nên là đấy, thì để chia sẻ một chút về cái hoàn cảnh cá nhân mình, cũng như là những cái định hướng phát triển, những cái con đường mà mình đã đồng hành cùng Fori, và những cái mà Fori mang lại cho mình đến tại thời điểm này, thì mình thấy là rất là biết ơn Fori, biết ơn admin đã giúp đỡ mình, hỗ trợ mình đến cái thời điểm hiện tại này. Thì mình thấy là mình cũng khá là thành công trong, thứ nhất là trong vấn đề kiến thức thì mình cũng đã dung nạp được rất là nhiều kiến thức hay. Mình thì hiện tại mình đang tập trung vào xây dựng các cái kênh
như admin vừa chia sẻ đấy, thì mình mới tham gia nên là mình chưa thời gian để tập trung xây kênh. Thì bây giờ thì hiện tại bắt đầu để xây kênh một số những cái ngách mà mình lựa chọn, thứ nhất là đặc sản, cái thứ hai là cái món dây công sợ là mình rất là thích, cái thứ ba là thời trang. Thì 2021 thì mình sẽ tập trung vào ba cái ngách đấy là ngách chính. Thì ngoài ra thì mình cũng sẽ rất là mong muốn là sẽ hỗ trợ được các bạn, nhất là các mẹ bỉm sữa, các mẹ bỉm sữa nào mà vẫn đang thiếu tự tin vào bản thân mình, vẫn còn đang loay hoay không biết làm cách nào để kiếm ra tiền mà các bạn cần hỗ trợ, thì các bạn cứ mạnh dạn chia sẻ. Thì mình hay là một số những cái mốt khác ở trong Fori, ví dụ như rất nhiều mẹ khác có trong Fori, thì có một bạn nữ nữa là bạn Chi, năm nay 39 tuổi rồi cơ, hơn mình 3 tuổi rồi cơ, nhưng mà Chi thì rất là giỏi và Chi cũng biết rất là nhiều kiến thức hay về cái vấn đề kỹ thuật cũng như là các cái kiến thức mà Fori đã dạy. Nên là hay là Hảo đấy, một số những cái bot nữ mình thấy rất là giỏi và mình cũng đang phải học từ các cái bot đấy. Thì đầu xuân năm mới thì xin chúc, trước tiên là chúc Fori, chúc admin sang năm mới luôn mạnh khỏe, có đủ công lực để có thể dìu dắt Fori vững mạnh hơn nữa, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng kinh doanh online. Sau đó thì xin phép là gửi lời chúc các bạn toàn thể ở trong cái Zoom này cũng như là toàn thể các member trong Fori thì một năm mới là sẽ nhiều nội lực, sẽ nhiều quyết tâm, hành động nhiều hơn nữa để có thể bứt phá trong năm 2021. Mình tin là nếu mà các bạn quyết tâm, chỉ cần các bạn quyết tâm thôi là các bạn sẽ đạt được những mục tiêu mà các bạn đề ra. Thì xin cảm ơn là admin đã cho mình cái cơ hội để chia sẻ với các bạn. Có nếu mà có vấn đề gì thì cần chia sẻ thì các bạn cứ inbox cho mình hoặc là inbox vào các mod của Fori, thì tất cả các mod của Fori sẽ sẵn sàng hỗ trợ các bạn nếu mà các bạn cần. Cảm ơn admin nhá. Bây giờ xin nhường lời cho các bạn khác. Xin cảm ơn chị Yến nha. Và chị Yến là một người đầy nghị lực đúng không ạ, rất là giàu nghị lực và cũng rất là chịu khó đúng không ạ. Thì trong cái con đường kinh doanh á, nó ai cũng làm được hết, quan trọng là chúng ta thiếu tự tin và chúng ta quá lười biếng. Thành thắn ra là phải nói là lười biếng, tại vì có rất là nhiều bạn như là cùng Steven đúng không ạ, Steven ở đây rất là giỏi đúng không ạ, nhưng mà biết rất là nhiều, thậm chí là cái khả năng trình độ có khả năng là ngang bằng với admin thật sự đúng không ạ, nhưng mà cái không làm đúng không ạ, nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái không thể nào mà chúng ta lường trước đúng không ạ. Chúng ta biết đó nhưng mà chúng ta không làm chúng ta sẽ không biết được. Đấy, thì có rất là nhiều người đúng không ạ, còn rất là nhiều cái tấm gương ở trong đây mình có thể học đúng không ạ, có thể trao đổi. Thì trong 2021 thì chắc chắn là mình sẽ sắp xếp những cái buổi cuối tuần đúng không ạ, để có những nhiều hơn những cái buổi như thế này cho chúng ta trao đổi, chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm, chúng ta chia sẻ với nhau những cái cách thức. Nó không quá nhiều đâu, một tháng bạn cứ tưởng tượng một tháng nó có 4 tuần thôi, và chúng ta chỉ cần chia sẻ mấy lần thôi là hết một năm. Quan điểm thời gian của admin nó là một cái nó rất là vô quý giá đúng không ạ, nó rất là giá trị đúng không ạ, nó gần như là vô giá, nó không có gì đánh đổi được cái thời gian, vì chỉ cần xoay qua xoay lại thôi là chúng ta sẽ hết tháng riêng, qua lại thôi là chúng ta hết quý một đúng không ạ, vèo một cái là hết nửa năm rồi đúng không ạ. Thì bây giờ là ngày tháng 2 rồi đúng không ạ, là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là chúng ta lại nghỉ, và lúc đó nếu mà xét theo cái lịch dương ấy, là cái lịch dương đã đến sắp nửa năm, 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nó lên rất nhanh vô cùng đúng không ạ, và chúng ta không làm gì là một điều đáng tiếc nhất trong cái cuộc đời của mình. Tôi nói thật, tôi luôn nói với anh em ở trong nhóm là nếu như một năm mà chúng ta không học được thêm một điều gì mới, đó là một năm thất bại. Nếu như một năm mà chúng ta không có trải nghiệm gì mới, không có thêm một kinh nghiệm gì mới, thì đó là một năm thất bại. Và càng về phía sau thì những con ngựa đúng không ạ, những con ngựa tốt sẽ xuất hiện. Và trong buổi Zoom, các cái buổi Zoom luôn luôn là như vậy, lúc nào cũng là đầy hết 70-80 người, nhưng cuối cùng cũng sót lại khoảng được vài chục đúng không ạ, rồi lại rơi rụng hết. Thì tất cả những người mà chịu khó và những người mà ở lại, tôi nghĩ chắc chắn rằng cái kết quả sẽ đến với các bạn thật là mạnh mẽ. Tại vì có những cái buổi Zoom nó đến 1 giờ sáng, có những buổi Zoom nó 2 giờ sáng, anh em mình vẫn ngồi làm việc với nhau, vẫn chia sẻ những kiến thức,
vẫn ngồi nghe những cái câu chuyện của nhau, những cái những cái kết quả, những cái kinh nghiệm, đúng không ạ? Để gì? Để chúng ta học tập lẫn nhau, để chúng ta ngồi lại, chúng ta có những cái hướng tư duy mới mà chúng ta không thể biết được. Trong kinh doanh nó phải thực tế, trong kinh doanh nó phải thực tiễn, trong kinh doanh nó phải trao đổi, trong kinh doanh nó phải là đoàn kết. Và trong Forex Center, cái mà điều mà tôi cảm thấy thành công nó không phải là mã hàng, nó không phải là giá cả, nó không phải là kiến thức, mà đó là sự đoàn kết của anh em. Những cái anh em mà từ thuở đầu làm việc rất là đoàn kết với nhau, rất ít khi mà có những cái sự tranh cãi, rất ít khi mà có những cái sự mà gọi là rằng co, không có. Mà gần như là anh em mình ngồi lại để chia sẻ và nghe những cái tâm sự rất là thật lòng, đúng không ạ? Rất là chân thành của nhau, và từ đó chúng ta học được những cái kiến thức, từ đó chúng ta thấy được những cái bản ngã của chúng ta ở trong cuộc sống này. Đôi khi mà chúng ta quá là gì ạ? Quá lười biếng, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta chưa tự tin, thiếu tự tin, đúng không ạ? Đôi khi là chúng ta đã đi sai cái con đường, đúng không ạ? Tôi biết rất nhiều anh em mình ở trong này, kể cả bản thân tôi, đúng không ạ? Và các anh em mình ở trong này đều có những cái sai lầm, đều có những cái lúc mà mất tiền ngu. Là như admin là mất tiền ngu đến cả tiền tẩy, đúng không ạ? Nếu mà nói các bạn không tin, nhưng mà tôi có cả bằng chứng của ngân hàng, đúng không? Tôi mượn rất là nhiều, tại vì chắc chắn rằng trong cái tuổi đời ở trong đây tôi sẽ trẻ hơn rất nhiều so với các anh chị lớn, đúng không ạ? Rồi các bạn ở trong này. Nhưng mà cái số lượng mà tiền để vay, đúng không ạ? Từ khi mà có công ăn việc làm, đúng không ạ? Thì tôi đã vay lương, số lượng bèo nhất là 300-400 triệu đấy, đúng không ạ? Vay hai ngân hàng, đúng không ạ? 2-3 ngân hàng, đúng không ạ? Có cả Home Credit, đúng không ạ? Và hiện tại thì bây giờ đang là VIP của Home Credit. Bất cứ lúc nào mà tôi ra, đúng không ạ, cũng đều vay 100 triệu, đúng không ạ? Hoặc là 150, đúng không ạ? Vì trả tốt mà, đúng không ạ? Nên ra là quá trình 2021 sắp tới rồi, đúng không ạ? Đang tới, đúng không ạ? Và nhìn là đầu năm, hôm nay là mùng 6 Tết, như bình thường, đúng không ạ? Là chúng ta vẫn còn đang đi chơi, chúng ta vẫn đang còn ngao du. Tuy nhiên thì cái thời gian nó trôi nhanh lắm. Chúng ta hãy bắt đầu, như năm ngoái là chúng Forry á, chúng tôi bắt đầu từ mùng 3 Tết. Mùng 3 Tết trong khi mà anh em mình đang đi làm, đang đi chơi, đúng không ạ? Đang đi bạn bè, thì buổi tối mùng 3 Tết, đúng không ạ? Là anh em ở trong Forry đã bắt đầu làm. Để một năm đó mà anh em mình có những cái lợi ích cực kỳ khủng khiếp, đúng không ạ? Kết quả rất là lớn, và tôi hy vọng rằng trong với năm 2021 này, đúng không ạ? Cái năm Tân Sửu, đúng không ạ? Cái năm nó đầy những cái cơ hội, đúng không ạ? Nó cũng ẩn chứa những cái thách thức, nhưng mà cái cơ hội rất nhiều. Hy vọng rằng cả team ra đoàn kết, đúng không ạ? Chúng ta học hỏi lẫn nhau và chúng ta nghiêm túc, đúng không ạ? Còn lại ở trong đây có một số chị em, đúng không ạ? Như là chị Yến, chị Chi, đúng không ạ? Như là Hảo, như là Thắng, và một số anh em mình ở trong VIP member đều có những cái deadline, tức là cái lộ trình để các bạn làm cho tới cùng, làm cho bằng được thì anh em mình sẽ thành công. Tại vì công kinh doanh đó, nó là khoa học tự nhiên, mà tất cả những cái gì liên quan đến khoa học tự nhiên đấy thì nó đều có đáp án và lời giải, nó có công thức các bạn ạ. Vậy thì đúng không ạ? Cái mà liên quan đến khoa học xã hội ấy, thì nó khó hơn, đúng không ạ? Tức là làm sao đấy để chúng ta lấy lòng một người, để làm sao đấy một người khác thích mình, để làm sao đấy một người khác mến mình thì nó sẽ khó hơn, đúng không ạ? Nhưng mà góc độ nào đó trong kinh doanh là khoa học tự nhiên, đúng không ạ? Thì nó sẽ có những cái công thức tính, đúng không ạ? Đó là lý do tại vừa sau, đúng không ạ? Em sẽ nói lại một lần nữa là cho cả khả năng là anh em mình kết thúc cái buổi hôm nay, đúng không ạ? Thì một đấy là chúng ta phải có hệ thống marketing, đúng không ạ? Facebook marketing, thương mại điện tử, social network và website và blog, đúng không ạ? Chúng ta phải có content nó phải đỡ đa dạng khác nhau, đúng không ạ? Đa dạng khác nhau. Và content nó có hình thức content và nội dung của content. Content không phải là một bài viết hay. Content là gì ạ? Là hình thức bao gồm hình ảnh, bài viết và video, đúng không ạ? Và các hình thức khác. Còn nội dung ở trong đấy, đó là gì ạ? Nội dung ở trong đấy nó thể hiện được gì? Nó thể hiện tính giải trí, nó thể hiện tính khoa học, nó thể hiện tính, đúng không ạ? Thuộc tính như là chất lượng của sản phẩm, nó thể hiện uy tín, đúng không ạ? Của sản phẩm, đúng không ạ? Nó thể hiện sự ân cần, đúng không ạ? Nó thể hiện một cái thông điệp ở trong cái hình thức, cũng là một cái hình ảnh, nhưng mà hình ảnh đó là hình ảnh nhận xét
của khách hàng về sản phẩm của mình nó sẽ khác với một cái hình ảnh bình thường chỉ là đơn thuần là sản phẩm. Cũng là một cái hình ảnh, nhưng mà hình ảnh đấy đúng không ạ? Chụp cái ảnh mà chúng ta đang đang đóng gói hàng hóa đúng không ạ? Nó sẽ khác với việc mà cái ảnh là cái hình ảnh bình thường. Cũng là cái hình ảnh đó, nhưng mà cái hình ảnh là cái hình ảnh mà khách hàng đúng không ạ? Người ta cảm ơn khi mà nhận được một cái giá trị đúng không ạ? Nó sẽ khác hoàn toàn với cái ảnh bình thường. Cái video nó như vậy, và content nó là hình thức và nội dung đúng không ạ? Nội dung là cái thể hiện ra bên ngoài đúng không ạ? Nó là cái ẩn ở phía bên trong của cái hình thức đúng không ạ? Nên chi anh em mình đang marketing một cách nó không hiểu vấn đề. Tức là anh em mình nghĩ rằng quảng bá sản phẩm tức là phải đăng cái hình sản phẩm đó lên trên internet. Đúng. Đó, đây là tư duy của một đúng không ạ? 1.000 người đúng không ạ? 99% là người ta đang làm cách như vậy, và chúng ta làm theo cách như vậy nữa thì chúng ta vẫn nằm trong cái số lượng 99%, và chúng ta cần phải thể hiện nhiều content hơn bằng video, bằng hình ảnh, bằng nhiều nội dung ẩn chứa những cái thông điệp đa chiều, chắc chắn bạn sẽ thành công đúng không ạ? Tại sao các bạn không đăng lên đúng không ạ? Các bạn nói rằng là sản phẩm tôi tốt lắm, dù bạn có nói 100 lần bạn tốt lắm đúng không ạ, cũng không bằng một lần người khác khen bạn tốt. Bạn này luôn là như vậy, ok. Và đó là content. Và trên internet nó là thuật toán. Thuật toán tức là nó là số học, đúng không ạ? Thuật toán mà, đúng không ạ? Thì nó sẽ có quy luật, có quy luật. Và quy luật ở trong internet nó là sell top, sell, đúng không ạ? Tối ưu hóa. Để giải nghĩa là tại vì sao chúng ta kiếm Google lại ra những cái thông tin. Không phải chạy quảng cáo đâu, đúng không ạ? Chạy quảng cáo chỉ là một phần thôi nhé. Tại vì nó chuẩn SEO, và nó có nghĩa là chuẩn theo thuật toán của Google thì nó gọi là chuẩn SEO. Bạn hình dung là như vậy. Đó là cái vấn đề nhé. Thì khi mà anh em mình nắm được cái chỗ này đúng không ạ, thì chúng ta sẽ bật màn được cái vấn đề về digital marketing cộng với fail marketing đúng không ạ? Cộng với fail có nghĩa là cái việc mà chúng ta dẫn đúng không ạ? Dẫn các cái khách hàng đúng không ạ, đi từ kênh này qua kênh kia, từ website qua fanpage, từ fanpage qua YouTube, từ YouTube qua Shopee chẳng hạn, đúng không ạ? Từ Shopee lại qua website, nó là một cái hệ thống như vậy, và nó là cái tuần hoàn không lối thoát. Và chính cái điều này nó tạo ra digital marketing online, đúng không ạ? Digital marketing đây là 4.0, đây là kinh doanh online là phải làm như vậy, đúng không ạ? Và toàn bộ những cái kiến thức nền này nó tạo ra vô vàn cái sự biến thể, đúng không ạ? Bán cái gì cũng được, và đó là cái mà các bạn cần phải nắm được, đúng không ạ? Dù các bạn làm gì, đúng không ạ? Sau này các bạn ở trình độ cao hơn, hãy nhớ, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta có cái một cuộc trao đổi này, đúng không ạ? Thì 2021 cái deadline đặt ra cho anh em mình, đúng không ạ? Phải làm được cái điều này. Nếu như anh em mình ở trong VIP, nếu như anh em mình ở ngoài member New Buy thì anh em mình phải nhận diện được cái kiến thức này để anh mình làm ngay, đúng không ạ? Không chờ đợi. Và admin, các mod, đúng không ạ? Các cái bạn ở trong đây có kết quả tốt, có công thức hết, đúng không ạ? Các bạn được học hết đó. Thì chúng ta hãy tìm hiểu, chúng ta hỏi và học hỏi lẫn nhau, đúng không ạ? Hãy cố gắng, đúng không ạ? Và đừng dùng tiền một cách nó bị gì ạ? Đừng dùng tiền một cách ngu ngốc và nó phung phí. Hãy dùng tiền đầu tư cho bộ não, hãy dùng tiền đầu tư cho kiến thức, và kiến thức chuẩn để làm. Và miễn làm sao bạn hiểu bạn đang học, đúng không ạ? Bạn hiểu bạn đang học gì, và cái điều đó đúng không ạ? Ứng dụng được gì trong quá trình kinh doanh của mình thì hãy học, đúng không ạ? Bạn sẽ đỡ bị tốn tiền mua rất nhiều, còn không thì bạn sẽ phải trả giá bằng bài học của chính bản thân mình vấp ngã, trong khi mà người khác nói rằng đừng, đúng không ạ? Trong khi người khác nói rằng đừng có, đúng không ạ? Đừng có sai lầm, đừng có vấp ngã, nhưng mà bạn không tin, bạn tự trải nghiệm, bạn sẽ bị đau, đúng không ạ? Bạn sẽ bị mất tiền và mất thời gian. Đấy là những cái mà tôi chia sẻ. Và cũng đến giữa khuya rồi, đúng không ạ? Và chúc anh em mình có một cái buổi Zoom và hiệu quả, có một cái buổi trao đổi chia sẻ hiệu quả là cái thứ nhất. Cái thứ hai là 2021, đúng không ạ? Hôm nay mùng 6 Tết, đúng không ạ? Còn mùng là còn Tết đấy, nhưng mà chúng ta đã ngồi với nhau để nghe, đúng không ạ? Và rất là hăng say, đúng không ạ? Rồi là chia sẻ, đúng không ạ, của các bạn, thì chứng tỏ rằng anh em mình ai cũng có nhận định được, nhận thức được cái, đúng không ạ? Ý thức được cho bản thân mình là cái mục tiêu, cái con đường của mình lựa chọn trong
trong cái thời gian tới, đúng không ạ? Và cũng thể hiện cái sự đam mê cho tới khi mà em mình ngồi đến cái lúc này, đúng không ạ? Đó là cái sự đam mê thực sự, chứ không phải đơn thuần là việc mà chúng ta lên nghe cho biết. Tôi nghĩ rằng cho tới khi mà đến cái thời điểm này thì anh mình đã thực sự là muốn, đúng không ạ? Và muốn thành công, đúng không ạ? Và ai cũng có thể thành công. Bạn nên nhớ rằng trước khi mà có những cái kiến thức này, đúng không ạ? Trước khi mà có những cái kết quả như hiện tại đấy, thì tôi cũng giống như các bạn, từ hai bàn tay trắng, từ không có gì hết, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều là do mình làm lên được. Nên gì ạ? Nên anh em mình phải cố gắng, đúng không ạ? Anh em mình phải luôn tự nhủ rằng người khác làm được thì mình cũng sẽ làm được. Và các bạn cũng không khác gì tôi cả, đúng không ạ? Tôi là anh em mình bây giờ cũng có tất cả những cái phương tiện giống như nhau, đúng không ạ? Cũng có máy tính, cũng có điện thoại, cũng có tất cả mọi thứ, không khác, đúng không ạ? Chúng ta không khác. Tức là về xuất phát điểm, có khi các bạn còn hơn cả tôi, đúng không ạ? Trước khi mà có cái máy tính tốt, tôi có những cái máy tính rất là cùi. Có cái điện thoại tốt, tôi có cái điện thoại mà rất là nát. Cho tới khi mà mình cũng vẫn làm được, thì anh mình đã có những cái xuất phát điểm tốt rồi. Hãy gia tăng, đúng không ạ? Hãy gieo cho mình cái nhân duyên, đúng không ạ? Hãy gieo cho mình cái hạt mầm, đúng không ạ? Ngày hôm nay bạn muốn có đơn hàng trên fanpage, bạn chưa bao giờ tạo fanpage thì bạn sẽ không bao giờ có đơn trên fanpage. Bạn muốn có đơn trên Shopee, bạn chưa bao giờ đăng một sản phẩm nào trên Shopee thì cả đời bạn cũng sẽ không bao giờ, đúng không ạ, có đơn trên Shopee. Và bạn muốn điều gì thì bạn hãy gieo một cái hạt mầm, đúng không ạ? Và bạn tự tin rằng sẽ có ngành nó trổ quả, thì tôi tin chắc chắn rằng nhân duyên nó là cái chắc chắn, nó sẽ gì ạ? Nhân quả là cái điều nó hiện diện, đúng không ạ? Hiện diện luôn luôn ở mọi lúc mọi nơi. Mình hôm nay mình gieo một cái duyên tốt, hôm nay mình gieo một cái hạt tốt thì mình sẽ ăn một cái trái tốt. Hôm nay mình viết một cái content tốt trên internet, một ngày nào đó với cái tần sóng, đúng không ạ, trên internet nó biến thiên liên tục và người ta sẽ connect được mình, đúng không ạ? Ngay bây giờ tôi đang nói chuyện với bạn trên cái fanpage đồng hồ giá rẻ, tôi đang có người inbox hỏi giá ngay bây giờ luôn ạ, đúng không ạ? Nó đang hiện lên màn hình của tôi đây này, đúng không ạ? Thì nếu như mà không có cái người, đúng không, không có cái ngày mà tôi đăng lên cái hình ảnh đó trên cái fanpage thì sẽ không bao giờ tôi có inbox, đúng không ạ? Và cái internet, đúng không ạ, kinh doanh nó khó, đúng không ạ, nhưng mà nó cũng đơn giản lắm, ai làm người đấy được, đúng không ạ? Và nhân quả ngay chỗ này tôi muốn nói thêm một tí nữa, đúng không ạ? Và trong đầu năm, đúng không ạ, là gì ạ, các bạn làm điều tốt, đúng không ạ, các bạn sẽ nhận được cái quả tốt, các bạn giúp đỡ nhiều người sẽ có nhiều người yêu quý bạn, đúng không ạ? Các bạn sân si, đúng không ạ, các bạn sân hận, đúng không ạ, các bạn tham lam, đúng không ạ, các bạn không hiểu, đúng không ạ, không hiểu nhân quả, các bạn không hiểu nhân duyên thì các bạn sẽ bị đau khổ, đúng không ạ? Và trong kinh doanh cũng như thế, bạn không hiểu vấn đề, bạn đổ lỗi, đúng không ạ, bạn bực tức, đúng không ạ, bạn luôn luôn, đúng không ạ, tự ti, thì đó là do gì ạ, do cái sự thiếu hiểu biết nó làm cho mình bị cô, đúng không ạ, bị cho mình bị bó buộc. Hãy mở rộng lòng ra, đúng không ạ, hãy nghĩ mình làm được, mình tự tin lên, đúng không ạ? Trong tất cả các cuốn sách, đúng không ạ, rất là nhiều tài liệu đọc nó cũng chỉ loanh quanh những vấn đề đó thôi, để làm sao cho chúng ta làm tốt hơn. Học không những học kinh doanh mà chúng ta còn học cách làm người, đúng không ạ? Không những học kinh doanh mà chúng ta còn học cách đối nhân xử thế, cách cư xử với người khác, đúng không ạ? Và tất cả những điều đó nó kết tập lại thành gì ạ? Thành kinh doanh, đúng không ạ? Thành kinh doanh, đúng không ạ? Chứ không phải đơn thuần các bạn làm. Có những cái khách hàng người ta tư vấn bạn nóng giận với họ, đúng không ạ? Họ sẽ bỏ bạn và họ mua người khác và bạn mất cơ hội, đúng không ạ? Thì ngay đó nó là gì ạ? Nó là học làm, đúng không ạ? Học làm kinh doanh là học cả làm con người nữa, học đối nhân xử thế nữa, đúng không ạ? Và kinh doanh nó rất là hay, nó mang lại cho mình rất là nhiều kiến thức, đúng không ạ? Chứ không đơn thuần là chúng ta là tăng lên, và không đơn thuần là tạo kênh, đúng không ạ? Nó là nhân duyên nữa, đúng không ạ? Hãy gieo một cái hạt mầm tốt, đúng không ạ? Hãy đăng một cái điều tốt đẹp lên trên internet và internet sẽ trả lại cho bạn những cái điều tốt đẹp. Đây là những cái lời cuối cùng, đúng không ạ, của cái buổi Zoom ngày hôm nay, và hy vọng rằng, đúng không ạ, chúng ta sẽ có một năm 2021, đúng không ạ, năm Tân Sửu thành công, và có cái Zoom cuối năm, đúng không ạ, tổng kết có rất là nhiều, đúng không ạ, như là táo quân, đúng không ạ, rất là nhiều kết quả, rất là nhiều feedback, rất là nhiều lời cảm ơn, rất là nhiều, đúng không ạ, đơn hàng, rất là nhiều tiền được tạo thành, đúng không ạ? Xin chân thành cảm ơn và chúc anh em mình có một năm thật tuyệt vời, đúng không ạ? Rực rỡ với Forex Center và thu nạp được rất là nhiều kiến thức, bán được rất là nhiều đơn hàng, tài chính, đúng không ạ?
sum xuê và gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.